Xin chào các bạn học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Nhằm chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 sắp tới, thầy và các bạn cùng nhau ôn tập lại một số kiến thức có liên quan đến bài kiểm tra này. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào nội dung cụ thể. Các nội dung chính chúng ta cần lưu ý về phần đại số. Chúng ta có nhân đa thức, các hàng đẳng thức đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử. Thì ở ba nội dung này, phần phân tích đa thức thành nhân tử, chúng ta có các phương pháp sau đây. Phương pháp thứ nhất là đặt nhân tử chung. Phương pháp thứ hai là sử dụng hàng đẳng thức. Phương pháp thứ ba là nhóm hạng tử. Và phương pháp thứ tư là phối hợp nhiều phương pháp. Trong đó, chúng ta lưu ý việc sử dụng phương pháp tách hạng tử để đưa về phương pháp thứ ba là nhóm hạng tử. Về phần hình học, chúng ta có các nội dung cần lưu ý như sau. Thứ nhất là về hình thang. Thứ hai là về đường trung bình, thì bao gồm đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang. Thứ ba là hình bình hành. Thì ở phần hình học, các bạn lưu ý, chúng ta cần nắm rõ được các tính chất của hình thang, cách chứng minh một tứ giác là hình thang. Đường trung bình, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là đường trung bình, sử dụng tính chất của đường trung bình và định lý trong bài đường trung bình để chứng minh trung điểm. Về hình bình hành thì các bạn cần lưu ý dấu hiệu nhận biết hình bình hành là nội dung cốt yếu để chúng ta có thể chứng minh một tứ giác là hình bình hành. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung cụ thể từng bài toán một. Chúng ta vào bài thứ nhất với yêu cầu là thực hiện phép tính. Thì các bạn cần hiểu rõ yêu cầu của bài toán này là chúng ta sử dụng việc nhân đa thức với đa thức hoặc nhân đơn thức với đa thức cùng với các hàng đẳng thức đáng nhớ để khai triển biểu thức bề bài người ta cho. Sau khi khai triển xong, nếu có thể rút gọn được thì chúng ta rút gọn. Chúng ta vào bài đầu tiên, chúng ta có 4x bình phương nhân cho tất cả 2x cộng cho 3x lũy thừa 3. Thì ở bài toán này, chúng ta sử dụng việc nhân đơn thức với đa thức để thực hiện bài toán này. Việc nhân đơn thức với đa thức thì chúng ta thực hiện động tác nhân phân phối 4x bình phương cho 2x và 3x lũy thừa 3. Các bạn cần xem lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Khi nhân, chúng ta nhân dấu trước và tiếp theo chúng ta nhân số với số biến giống nhau với biến giống nhau. Thì sau khi thực hiện việc nhân, ở đây thầy lấy ví dụ cụ thể nha.
Ở bài toán thứ hai với yêu cầu là phân tích đa thức thành nhân tử, thì ở bài toán này các bạn lưu ý chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là phối hợp nhiều phương pháp. Tức là đối với một bài toán cụ thể, khi chúng ta thực hiện việc phân tích đa thức thành nhân tử, chúng ta sẽ kiểm tra việc đầu tiên là nó có đạt được nhân tử chung hay không. Khi kiểm tra nó không đạt được nhân tử chung, chúng ta kiểm tra tiếp nó có sử dụng được hàng đẳng thức để phân tích hay không. Và khi cả phương pháp nhân tử chung và hàng đẳng thức không sử dụng được, chúng ta chuyển sang phương pháp nhóm. Và nếu trong trường hợp cả phương pháp nhóm cũng không sử dụng được để phân tích thành nhân tử, thì chúng ta sử dụng phương pháp cuối cùng là phương pháp tách hạng tử để giải quyết bài toán. Chúng ta vào bài đầu tiên. 8x bình phương trừ đi 6xy và trừ đi 2x. Thì việc đầu tiên ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có đạt được nhân tử chung hay không. Thì các bạn thấy rõ ràng ở đây chúng ta có 8, 6 và 2 là có thể đạt được nhân tử chung. Về phần biến có x và có x thì chúng ta cũng đạt được nhân tử chung là x. Với phần hệ số 6, 8 và 2 thì thầy lấy được nhân tử chung là 2. Với phần hệ số 2 sau khi chúng ta đã lấy xong, chúng ta chuyển sang phần biến, ở đây có x và đây có x, thầy đạt được nhân tử chung tiếp theo sẽ là x. Và cuối cùng chúng ta sẽ có nhân tử chung là 2x. Sau khi đặt nhân tử chung xong thì phần còn lại chúng ta sẽ có được, đối với 8x bình phương sau khi chúng ta đặt nhân tử chung là 2x, nó còn lại là 4x. Trừ 6xy đặt nhân tử chung là 2x thì còn lại là 2y. Và trừ 2x sau khi đặt nhân tử chung là 2x thì các bạn lưu ý nó còn lại 1 chứ không phải là còn lại 0 hoặc là mất đi. Rất nhiều bạn nhầm lẫn chỗ này, sau khi rút 2x ra ngoài thì chỗ này bằng 0. Các bạn lưu ý nha. Ở bài toán thứ hai, chúng ta cũng quan sát là có nhân tử chung hay không. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây nhân tử chung chúng ta thấy ngay là x cộng 1. Sau đó chúng ta kiểm tra tiếp nó còn nhân tử chung nào nữa hay không, thì rõ ràng là hết rồi. Thì ở đây thầy đặt nhân tử chung ngay là x cộng 1. Tiếp theo, phần còn lại của cụm thứ nhất sau khi đặt nhân tử chung là x cộng 1, nó còn lại là x bình cộng 4. Cụm thứ hai sau khi đặt nhân tử chung là x cộng 1 thì nó còn lại trừ 4x. Phần còn lại chúng ta sẽ có là x bình cộng 4 trừ đi 4x. Rất nhiều bạn khi chúng ta làm bài này chúng ta bị vấp ở một chỗ là ở đây các bạn đã dừng lại. Thì việc phân tích đa thức thành nhân tử thì các bạn phải hiểu là chúng ta phải phân tích tới bước mà chúng ta không còn phân tích được nữa, chúng ta mới dừng lại. Thì ở bài toán này các bạn thấy phần còn lại trong ngoặc nó rơi vào hàng đẳng thức số 2. Nếu thầy sắp xếp theo đúng thứ tự là x bình trừ đi 4x và cộng cho 4 thì nó sẽ là hàng đẳng thức số 2. Thì ở đây thầy tiếp tục làm tiếp, đưa nó về hàng đẳng thức số 2. Chúng ta sẽ có x trừ đi 2 tất cả bình. Thì tới bước này chúng ta mới hoàn thiện bài toán của chúng ta. Còn nếu chúng ta dừng ở bước thứ hai này thì chúng ta chưa trọn vẹn ở bài toán này các bạn nhé. Và nhớ thầy nhắc lại một lần nữa, phân tích đa thức thành nhân tử là chúng ta phân tích cho đến khi nào chúng ta không còn làm được nữa chúng ta mới dừng lại. Chúng ta sang bài toán thứ ba. 2x bình cộng 3x trừ 5. Cũng với việc làm tương tự, đầu tiên thầy kiểm tra xem có đạt được nhân tử chung hay không. Thì các bạn thấy rõ ràng về phần hệ số chúng ta không đạt được nhân tử chung. Ở đây chúng ta có 2, có 3 và có trừ 5 thì chắc chắn sẽ không đạt được, bởi vì ở đây vừa có số chẵn vừa có số lẻ. Về phần biến thì ở đây chúng ta có x bình phương, ở đây có x nhưng ở con trừ 5 thì không có, thì chắc chắn chúng ta cũng không đạt được nhân tử chung, lý do ở 5 không có nhân tử chung là x. Vậy thì việc đầu tiên đặt nhân tử chung chúng ta không làm được. Chúng ta chuyển sang bước thứ hai là kiểm tra xem có phải sử dụng được hàng đẳng thức hay không. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là biểu thức đề bài người ta cho không rơi vào 7 hàng đẳng thức chúng ta đã biết. Vậy phương pháp sử dụng hàng đẳng thức cũng được loại bỏ luôn. Vậy sang phương pháp thứ ba là phương pháp nhóm. Thì đây phương pháp nhóm nhìn vào chúng ta thấy rõ ràng chúng ta sẽ không thực hiện được phương pháp nhóm. Vậy chỉ còn phương pháp cuối cùng là phương pháp tách hạng tử. Vậy thì phương pháp tách hạng tử thầy chỉ quan tâm đến con 3x ở đây.
Với phương pháp tách hạng tử này, thầy tách con 3x này thành trừ 2x và cộng cho 5x. Ở trừ 2x cộng 5x này, chúng ta vẫn ra được kết quả là 3x không ảnh hưởng cái bài toán ban đầu. Sau khi tách con 3x thành trừ 2x cộng 5x xong, thầy thực hiện động tác nhóm hai hạng tử đầu tiên và hai hạng tử cuối cùng. Lúc này, thầy có được nhóm thứ nhất là 2x bình trừ đi 2x, nhóm thứ hai là 5x trừ đi 5. Thì khi nhóm xong, các bạn thấy rõ ràng chúng ta có thể đặt được nhân tử chung ngay. Với nhóm thứ nhất, thầy đặt được nhân tử chung là 2x. Nhóm thứ hai thầy đặt được nhân tử chung là gì? 5. Sau khi nhóm xong, thì các bạn thấy ngay chúng ta lại có được nhân tử chung tiếp theo là x trừ 1. X trừ 1, thầy đặt x trừ 1 làm nhân tử chung. Và thầy được kết quả cuối cùng là x trừ 1 nhân cho 2x cộng 5. Vậy chúng ta hoàn thành xong cái bài toán thứ hai. Chúng ta sang bài toán thứ ba là bài toán tìm x. Ở bài toán tìm x này, các bạn cần vận dụng kiến thức tổng hợp bao gồm nhân đa thức, hàm đẳng thức hoặc là phân tích đa thức thành nhân tử để có thể tìm được con x mà đề bài yêu cầu. Cụ thể chúng ta vào bài toán như sau. Thì ở bài toán này các bạn thấy ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là các bạn sẽ nhân đơn thức x với đa thức 2x trừ 3 bằng cách nhân phân phối. Sau đó chúng ta thu gọn rồi chúng ta tìm x. Đây là phương pháp mà chúng ta hay làm ở lớp 6 và lớp 7. Nhưng ở đây nếu chúng ta tinh tế hơn một chút xíu, chúng ta sẽ thấy ngay ở cụm thứ nhất chúng ta có 2x trừ 3. Ở cụm thứ hai thầy cũng có 2x trừ 3. Thì ở đây thầy sẽ thực hiện động tác nhóm. Đối với bài toán tìm x này, xem nó có gì đặc biệt. Sau khi thầy đưa cụm thứ hai 2x trừ 3 vào trong ngoặc, thì các bạn thấy nó sẽ xuất hiện nhân tử chung ngay. Giống như chúng ta làm cái bài phân tích đa thức thành nhân tử. Thì đây vì có nhân tử chung là 2x trừ 3, 2x trừ 3, thầy đặt 2x trừ 3 làm nhân tử chung. Sau khi có 2x trừ 3 làm nhân tử chung thì phần còn lại ở cụm thứ nhất là thầy còn x. Phần còn lại ở cụm thứ hai là còn 1. Các bạn lưu ý khi chúng ta đặt nhân tử chung có bao nhiêu chúng ta lấy ra hết rồi thì phần còn lại của nó là 1. Nhớ trả cho bạn đó là 1 nha. Chúng ta lấy luôn thì tội nghiệp bạn lắm. Thì tới bước sau khi đặt nhân tử chung thì chúng ta thấy bài toán nó đưa về dạng A nhân B bằng 0. Thì chúng ta sẽ có hai trường hợp là A bằng 0 hoặc B bằng 0. Sau khi giải bài toán đưa về hai trường hợp này, chúng ta thấy nó đơn giản rồi. Dễ dàng chúng ta sẽ tìm được x là bằng 3 phần 2 và x bằng trừ 1. Thầy nhắc lại một lần nữa, ở bài toán tìm x này các bạn lưu ý là chúng ta sử dụng tổng hợp các kiến thức mà chúng ta đã biết, nhân đa thức, hàm đẳng thức hoặc phân tích đa thức thành nhân tử để áp dụng vô, nhằm mục tiêu duy nhất là tìm được con x đề bài người ta yêu cầu. Chúng ta sẽ nội dung tiếp theo là bài hình học. Ở đây đề bài người ta cho tam giác ABC nhọn, gọi DE lần lượt là trung điểm của AB và AC. Thì đây các bạn thấy khi cho trung điểm hai cạnh của tam giác thì chúng ta nghĩ ngay đến chúng ta có được điều gì các bạn? Chúng ta có ngay được đường trung bình. Đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh bất kỳ trong tam giác sẽ là đường trung bình. Và khi có đường trung bình thì chúng ta nghĩ đến tính chất của nó. Đường trung bình của tam giác nối trung điểm của hai cạnh song song với cạnh còn lại và bằng một nửa độ dài cạnh còn lại. Với yêu cầu thứ nhất, người ta cho đoạn BC là bằng 12 cm, người ta kêu tính độ dài đoạn thẳng DE. Vậy thì thầy đã nói ở trên, ở đây chúng ta có DE là đường trung bình của tam giác ABC. Vậy thì DE nó sẽ song song với BC và độ dài của nó sẽ bằng một nửa đoạn BC. Nhưng muốn có được tính chất đó, đầu tiên chúng ta phải đi chứng minh DE là đường trung bình của tam giác ABC.
Chúng ta chứng minh như thế nào? Thì các bạn quan sát trên màn hình. Đầu tiên, thầy xét tam giác ABC có liệt kê yếu tố thứ nhất, D là trung điểm của AB. Liệt kê yếu tố thứ hai, E là trung điểm của AC. Từ hai yếu tố này, thầy sẽ suy ra được DE là đường trung bình của tam giác ABC. Khi DE đã là đường trung bình của tam giác ABC rồi, thì thầy sẽ có được tính chất sau đây. Nhất, DE sẽ bằng 1 phần 2 độ dài đoạn BC bằng 1 phần 2 nhân 12 bằng 6 cm. Và chúng ta giải quyết xong yêu cầu thứ nhất của đề bài là tìm độ dài đoạn thẳng DE. Chúng ta sang nội dung tiếp theo. Câu B. Trên tuyệt đối của tia DC lấy điểm H sao cho DC bằng DH. Các bạn quan sát cách vẽ trên màn hình. Trên tia BE lấy điểm G sao cho E là trung điểm của BG. Yêu cầu của câu B là chứng minh 3 điểm HAG thẳng hàng và suy ra tứ giác BCGH là hình thang. Thì với yêu cầu thứ nhất trong câu này, chứng minh 3 điểm HAG thẳng hàng, thầy sẽ sử dụng tiền đề Euclid để chứng minh. Nếu thầy chứng minh được AG và AH song song với nhau, có A điểm chung, phải suy ra được AG và AH trùng nhau, hay nói cách khác là 3 điểm HAG thẳng hàng. Vậy thì làm sao để làm được điều này? Để chứng minh AG song song với AH, thầy sẽ chứng minh AG song song với một cạnh trung gian nào đó. Rồi sau đó AH cũng song song với một cạnh trung gian nào đó. Để từ đó chúng ta suy ra được là cả hai đoạn AG và AH cùng song song với đoạn trung gian. Suy ra được hai đoạn này song song. Có A là điểm chung. Vậy suy ra 3 điểm HAG thẳng hàng. Đầu tiên, nhìn vào hình vẽ, thầy sẽ thấy AG hình như là nó song song với lại BC. Và nó có song song hay không? Thì chúng ta đặt ra một giả thuyết như sau. Nếu giả sử thầy chứng minh được tứ giác ABCG này là hình bình hành, thì có phải chúng ta suy ra được là AG song song với BC không các bạn? Và khi đó chúng ta giải quyết được cái vấn đề mà chúng ta đang tìm kiếm. Vậy thì làm thế nào chứng minh được ABCG là hình bình hành? Thì chúng ta quay lại dấu hiệu nhận biết của hình bình hành. Ở dấu hiệu nhận biết hình hành, chúng ta tập trung vào hai dấu hiệu chính là dấu hiệu về cạnh và dấu hiệu về đường chéo. Đối với dấu hiệu về cạnh thì chúng ta tập trung ưu tiên là dấu hiệu cuối cùng là một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau, thì suy ra được hình bình hành. Còn hai dấu hiệu còn lại là hai cặp cạnh đối song song hoặc hai cặp cạnh đối bằng nhau thì thông thường đề bài cho sẵn hoặc chúng ta dễ dàng chứng minh được. Đối với dấu hiệu tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau thì công việc đầu tiên các bạn sẽ đi tìm một cặp cạnh đối song song hoặc một cặp cạnh đối bằng nhau. Nếu có song song thì chúng ta chứng minh yếu tố còn lại là bằng nhau. Và nếu có bằng nhau thì chúng ta chứng minh yếu tố còn lại là song song của cặp cạnh mà chúng ta tìm được. Để suy ra được nó là hình bình hành theo dấu hiệu nhận biết là tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Về đường chéo thì thông thường đề bài nó sẽ cho sẵn. Chúng ta nhìn vào sẽ thấy ngay và dễ dàng chứng minh được tứ giác có hai đường chéo cách nhau tại điểm mỗi đường sẽ là hình bình hành. Thì cụ thể ở tứ giác BCGA, các bạn thấy nó có hai đường chéo là AC và BG. Và điều mà chúng ta càng dễ dàng nhận thấy dựa vào các ký hiệu trên hình thì chúng ta có E là trung điểm của đường chéo AC. E này lại là tiếp tục là trung điểm của đường chéo BG. Vậy thì dễ dàng chứng minh được tứ giác ABCG là hình bình hành theo dấu hiệu nhận biết hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường. Và khi tứ giác ABCG là hình bình hành rồi thì thầy dễ dàng suy được AG song song với lại BC. Các bạn quan sát trên màn hình. Đầu tiên thầy xét tứ giác ABCG có AC cắt BG tại E. E là trung điểm của AC giả thuyết. E lại là trung điểm của BG giả thuyết. Từ ba điều này thầy có thể suy ra được tứ giác ABCG là hình bình hành. Và từ đó thầy suy được AG song song với BC theo tính chất là cặp hình bình hành, các cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Tương tự như vậy, thầy muốn chứng minh AH song song với lại BC
Thầy sẽ đi chứng minh tứ giác AHBC là hình bình hành. Mà muốn chứng minh hình bình hành thì thầy lại nhìn vào các giả thuyết trên hình vẽ người ta cho. Thầy thấy rõ ràng đường chéo AB và đường chéo HC cách nhau tại D. Mà D vừa là trung điểm của đoạn AB, vừa là trung điểm của đoạn HC. Vậy thì rõ ràng chúng ta có thể chứng minh được tứ giác AHBC là hình bình hành theo dấu hiệu nhận biết là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Chúng ta lại chứng minh tiếp. Tứ giác AB, AC, BH có AB cắt HC tại D. D là trung điểm của AB. D là trung điểm của HC. Từ ba điều này chúng ta suy ra được tứ giác ACBH là hình bình hành. Và từ đó chúng ta dễ dàng suy được AH song song với lại BC. Vậy thì chúng ta có AG song song với lại BC, AH song song với lại BC. Thầy đặt AG song song BC là một nhỏ, AH song song BC là hai nhỏ. Từ hai điều này chúng ta sẽ suy ra được ba điểm HAG thẳng hàng. Sau khi thầy có được ba điểm HAG thẳng hàng thì lúc đó thầy sẽ có được đoạn HA, AG hoặc HG sẽ là một. Với yêu cầu thứ hai trong câu này là suy ra tứ giác BCGH là hình thang. Thì để chứng minh một tứ giác là hình thang, chúng ta quay lại dấu hiệu nhận biết hình thang. Tứ giác có một cặp cạnh đối song song là hình thang. Đó là định nghĩa. Vậy muốn chứng minh BCGH là hình thang thì chúng ta đi tìm thứ nhất một cặp cạnh đối. Thứ hai, chúng ta chứng minh cặp cạnh đối đó song song với nhau thì đủ điều kiện để suy ra được tứ giác là hình thang. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đoạn BC song song với AG. Thì có thể suy được là đoạn BC này song song với lại đoạn HG do chúng ta đã chứng minh ba điểm AHG thẳng hàng. Và điều này chúng ta dễ dàng suy được tứ giác BCGH là hình thang. Vậy thì người ta có nè, BC song song với lại HG. Và từ đó chúng ta suy ra được tứ giác BCGH là hình thang. Chúng ta sang bài toán thứ 5 là một bài toán về thực tế. Chú 8 cần lót gạch cho một nền nhà có chiều dài 12m và chiều rộng bằng 1 phần 3 chiều dài. Hỏi với 80 viên gạch hình vuông có cạnh là 80cm có đủ lót hết nền nhà không? Thì ở đây chúng ta giải quyết bài toán này như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải tìm được diện tích của nền nhà là bao nhiêu. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm diện tích của một viên gạch có cạnh là 80cm là bao nhiêu. Sau đó chúng ta lấy diện tích của nền nhà chia cho diện tích của một viên gạch với điều kiện hai diện tích này phải cùng một đơn vị sẽ ra số viên gạch cần lót cho cái nền nhà này. Và nếu số viên gạch cần lót chúng ta tìm được nếu nó nhỏ hơn hoặc bằng 80 thì chúng ta kết luận là đủ để lót nền nhà. Còn nếu nó lớn hẳn hơn 80 viên thì chúng ta kết luận là không đủ. Vậy chúng ta sẽ vào công việc đầu tiên. Muốn tìm diện tích của nền nhà, đầu tiên chúng ta phải tìm được chiều rộng của nền nhà là bằng bao nhiêu. Với giả thiết chiều rộng bằng 1 phần 3 chiều dài, thì chúng ta có diện tích của nền nhà là bằng dài nhân rộng. Nhưng muốn vậy, phải tìm được chiều rộng. Vậy chiều rộng của nền nhà là bằng 12 nhân cho 1 phần 3 bằng 4 mét. Khi có chiều rộng rồi, chúng ta dễ dàng tìm được diện tích của nền nhà là bằng 12 nhân 4 là bằng 48 mét vuông. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm diện tích của một viên gạch. Đầu tiên, chúng ta đổi đơn vị 80cm bằng 0,8 mét. Vậy lúc này diện tích của một viên gạch là 0,64 mét vuông. Tiếp theo, số viên gạch cần lót. Chúng ta sẽ lấy diện tích của nền nhà chia cho diện tích của một viên gạch là 75 viên. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng số viên gạch cần lót chỉ có 75 viên, số viên gạch mà đề bài người ta cho là 80 viên, vậy chúng ta đủ dễ dàng để kết luận rằng với 8 viên gạch đủ lót hết cho cái nền nhà mà chú 8 cần. Chúng ta sang bài toán tiếp theo.
Bài số 6. A được mẹ dẫn đi mua cặp để chuẩn bị cho năm học mới. Khi đến cửa hàng, giá bán một chiếc cặp là 350.000 đồng. Nhân dịp đón năm học mới nên cửa hàng giảm giá 10%. Hỏi số tiền mẹ An được giảm là bao nhiêu? Mẹ An mua chiếc cặp đó hết bao nhiêu tiền? Ở đây, yêu cầu bài toán gồm hai phần. Đầu tiên, bài toán hỏi là số tiền được giảm là bao nhiêu và số tiền mua chiếc cặp là bao nhiêu. Vậy thì ở đây, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm số tiền được giảm. Số tiền giảm giá ở đây là 10% so với giá bán một chiếc cặp là 350.000 đồng. Vậy thì để tìm số tiền được giảm giá, chúng ta lấy 350.000 nhân cho 10% sẽ được 35.000 đồng. Và để tìm số tiền mà mẹ bạn An thực sự phải trả cho chiếc cặp thì chúng ta lấy số tiền giá bán chiếc cặp là 350.000 trừ đi số tiền được giảm sẽ ra số tiền cần tìm là 315.000 đồng. Vậy thì các bạn thấy thông qua 6 bài mà thầy hướng dẫn cho các bạn về nhà ôn lại giùm thầy. Thứ nhất là nhân đa thức, 7 hàng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử bao gồm những phương pháp nào và nhớ quan tâm giùm thầy phương pháp tách hạng tử. Ở hình học, các bạn xem lại giùm thầy định nghĩa hình thang. Thế nào là đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang? Tính chất của nó là gì? Về phần hình bình hành thì các bạn lưu ý giùm thầy đặc biệt là dấu hiệu nhận biết về cạnh và dấu hiệu nhận biết về đường chéo để chứng minh một tứ giác là hình bình hành, để chúng ta có thể chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ sắp tới. Các bạn nếu chỗ nào chưa rõ thì xem lại phần ví dụ cụ thể mà thầy đã hướng dẫn các bạn giải. Và nếu vẫn chưa rõ hơn thì các bạn có thể hỏi các thầy cô ở các tiết học trên lớp. Chúc các bạn làm bài thật tốt vào kỳ kiểm tra đánh giá giữa kỳ sắp tới. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác.